Đây thì tôi đã ghi cho các bạn các cái trình tự của một cái tính toán cung phẳng trong ETAP 2016, và bởi vì trong cái ETAP thì tính toán nó rất nhiều nhiều thứ, thành ra là chúng ta bám vào đúng cái phần tính toán cung phẳng của cho cái đồ án thôi nhé. Đấy, tính toán cung phẳng cho cái đồ án thôi. Thì các bạn sẽ xem là từng cái bước này chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái bước này. Thì trước hết là các bạn sẽ mở cái ETAP đi. Đấy, khi mà mở cái ETAP thì đầu tiên nó là sẽ là cái này, trông cái màn hình nó như này. Đó, thế thì bây giờ cái bước đầu tiên là thiết lập file làm việc và đơn vị. Thì bây giờ thiết lập file làm việc thì các bạn ấn new này, new model này. Đấy, thì ở đây nó ra ra cái model initialization này, thì các bạn sẽ chọn cái USB in setting with. Thì ở đây các bạn nhớ là các bạn chọn cái quan trọng nhất là cái display unit này, là đơn vị là nó chính là cái đơn vị mà chúng ta sử dụng. Thì chúng ta có cái metric, nhớ là nó dính có cái metric đấy, và cái độ chính là cái loại này đấy, metric này. Còn cái string section database thì cái này các bạn khỏi quan tâm, bởi vì nó liên quan đến cái cấu thép. Còn cái string design code, cái này là nó liên quan đến thiết kế bê tông cốt thép. Đấy, concrete design code, cái này là thiết kế các cốt thép, và cái này thiết kế bê tông cốt thép. Thì các bạn, cái này không, nói chung là không cần quan tâm đến ba cái dưới này, mà quan trọng nhất là cái chúng ta, bởi vì trong cái đồ án chúng ta chỉ làm đến cái nội lực thôi. Trong chúng ta ra chúng ta tính toán cốt thép bằng tay ở ngoài, nên chúng ta ở đây chúng ta chỉ cần display unit là metric SI này là ok. Đó. Chúng ta chọn xong thì nó sẽ ra cho các bạn một cái bảng như này, gọi là new model quick template. Thì ở trong cái này với cái đồ án của chúng ta thì chúng ta sẽ lựa chọn cái gì. Thì ở đây các bạn thấy là có cái một cái người ta gọi là grid spacing, có nghĩa là người ta sẽ tạo trước cho mình một cái grid, và các cái nút của cái khung bê tông cốt thép của mình nó sẽ nằm trên cái grid đấy. Là thông thường là chúng ta vẽ những cái nút và những cái phần tử nó nằm trên cái lưới, nằm trên cái lưới đấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, thì các bạn chú ý là ví dụ như là số lượng lưới, cái đường lưới theo phương x. Thì ví dụ chúng ta nhớ, chúng ta tưởng tượng nhé, cái nhà của chúng ta là cái khung khung phẳng đúng không? Cái khung phẳng thì cái trục đứng của nó bao giờ cũng là trục z, và cái trục chân mặt bằng của nó là trục x và trục y. Thế thì cái khung phẳng của chúng ta thông thường ấy, là nếu mà thuận thuận ấy, là chúng ta sẽ dùng là trục đứng là trục z và trục ngang là trục x. Còn cái trục y của nó là cái trục theo cái phương dọc nhà. Vâng, thế thì cái khung của các bạn nó sẽ nằm ở trục z và trục x, là nằm trong mặt phẳng zox. Có nghĩa là cái ví dụ cái khung phẳng của chúng ta, bạn nào là cái khung hai nhịp chẳng hạn nhá, cái khung hai nhịp thì nó sẽ cần ba cái lưới này đúng không? Ba cái lưới thì chúng ta có phương x là ba này. Còn cái phương trục y thì chúng ta thấy là cái phương dọc nhà, chúng ta chỉ tính mỗi một khung thôi thì chúng ta chỉ cần một lưới này. Đó. Đấy, thì ở đây chúng ta có khoảng cách lưới theo phương trục x. Thì ở đây thì các bạn có thể chọn một cái giá trị bất kỳ, xong về sau các bạn sẽ phải đây này, nó có cái về sau chúng ta sẽ phải chỉnh chỉnh lại cái grid này. Thế thì trục y cũng vậy, ví dụ cái chỗ này chúng ta lựa chọn là 6 mét chẳng hạn, cái chỗ này một mét chẳng hạn, bởi vì trục y thì không quan trọng. Đó. Ở đây là bên này là số tầng, kích thước của tầng. Thì số tầng là giả sử cho chúng ta có hai tầng chẳng hạn đúng không? Chúng ta nhà chúng ta có hai tầng chẳng hạn, hoặc là ba tầng, thích là ba tầng là ba tầng nhà, nhưng mà nhà trong đồ án chúng ta có hai tầng đúng không? Cái chiều cao tầng chúng ta cũng 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 chiều cao của tầng điển hình đúng không, 3.6 chẳng hạn đúng không, tầng ở dưới cùng đấy, các bạn thấy là ví dụ là 4 chấm chẳng hạn đấy, thì người ta cũng cho các bạn luôn đấy. Thế thì ở đây chúng ta cái grid label này thì tức là cái lưới, tên lưới thì thôi chúng ta không không cần cần động đến, nhưng mà đây này các bạn ấn xuống đây một cái, các bạn có thể edit grid data.
Có nghĩa là cái với cái grid mà nó không đều nhau thì các bạn có thể giống như là cái đồ án của chúng ta thì các bạn có thể edit như thế này. Các bạn ấn vào đây một cái. Các bạn ra đây. Thì các bạn có thấy là đây này, đây x grid này, gọi là có ba cái là chúng ta vừa mới chuẩn bị ở phía trên xong. Và y grid này chỉ có một cái thôi. Đúng không? Đấy thì ví dụ như bạn nào cái nhịp đầu tiên của các bạn là 6 mét rưỡi chẳng hạn, 6.5 và cái nhịp thứ hai của các bạn, cái nhịp cong suôn, hay là bạn nào có ba nhịp thì phải là ba nhịp đúng không, còn cái nhịp cong suôn cái này bạn chỉ là 2 mét chẳng hạn. Đấy các bạn chị ý vào đây à, không phải, cái này là ordinate, có nghĩa là tọa độ. Tọa độ thì cái này 6 mét rưỡi, cái này 2 mét, là phải 8 mét rưỡi ở đây, là ở vị trí 8 mét rưỡi, nó như là cái trục tọa độ thôi đúng không. Đấy thì các bạn khi mà các bạn chỉnh xong rồi, chỉnh xong đó, vẫn là XY thôi, cái này là grid thôi các bạn, ok. Đấy nhá, như vậy các bạn có thể lựa chọn cái trên này xong ấn cái dưới, edit cái dưới này hoặc là edit thẳng dưới này luôn cũng được. Đấy, đi vào đây. Đấy, các bạn thích là các bạn để thêm lưới thì các bạn có thể ấn thêm một cái lưới nữa vào đây và còn add thôi. Đó, các bạn ấn vào đây và còn add thêm một cái lưới nữa vào đây. Đấy, các bạn thích add thêm thì các bạn add thêm và các bạn chỉnh vào đây. Add bao nhiêu cũng được và mà xóa thì cũng xóa đi, đen. Được chưa? Để chuẩn bị lưới bên này cũng vậy. Đấy, các bạn chuẩn bị lưới. Cái chỗ này bình thường đúng không? Còn ok. Xong cái lưới. Xong cái lưới và các bạn đấy, cái hiện giờ các bạn đang để ở cái chỗ là chỉ có lưới không thôi, còn tất cả những cái này là người ta chuẩn bị trước cho các bạn thì các bạn không cần quan tâm, bởi vì là những cái này là nhà sàn không dầm, sàn ô cơ, các bạn chỉ cần cái lưới để các bạn vẽ cái khung của mình thôi. Ok, ok. Đấy, hiện ra hai cửa sổ. Window 1 và Window 2. Thì cái Window bên này, cái Window 2 này nó nghiêng 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 đúng không? Nó là 3D. Và Window 1 này thì là nó là đang xem một cái trục mặt bằng, trục X, trục Y. Đấy. Thì bây giờ các bạn muốn xem, bạn ấn vào Window 1 này, bạn bạn muốn xem trục Z đúng không? Bạn muốn xem trục Z, bạn ấn vào Elevation này. Elevation thì người ta cho các bạn là xem ở cái trục nào. Trục A, trục B, trục C là đang nói theo phương phương xem ở Y, và các bạn ấn một cái trục số 1 này, các bạn xem ở trục X, và các bạn ấn apply. Đấy, các bạn cần ok. Đấy thì các bạn nhìn thấy không? Chúng ta đã có một cái khung 3 tầng. Đồ án là 2 tầng nhé, cái này là 3 tầng. Nó là một cái grid thôi, tức là một cái lưới để chuẩn bị cho chúng ta vẽ khung. Tất cả những cái nút của chúng ta nó sẽ nằm ở trên những cái lưới này hết. Đấy. Như vậy là được một cái thứ nhất là cái động tác là gì rồi, thiết lập lưới và đơn vị, được chưa? Xong bước thứ nhất, thiết lập lưới, lựa chọn cửa sổ và góc nhìn. Đấy. Các bạn thấy là có hai cái cửa sổ, tôi chúng ta chọn hai cửa sổ là ngon rồi. Cái chuyện này là 3D, còn cái này là góc nhìn ở cái trục một. Thì các bạn cứ vẽ lên thôi và nó sẽ hiện lên trên này cho các bạn. Nha. Ok. Bây giờ chúng ta sang cái thứ hai này, vẽ dầm cột. Đấy, thì nhớ là sử dụng snap grid, tức là những cái nút của mình nó sẽ đính trên cái lưới đấy từng đoạn, hoặc dụng hoặc là sử dụng divide. Thì ở chỗ này nhá các bạn, bây giờ đến lượt các bạn vẽ cái này, vẽ 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 dầm cột thôi. Dầm cột thì như như tôi hướng dẫn các bạn rồi, mô hình dầm cột là cái gì, dầm thành thanh đứng và cột thành thanh ngang thôi. Thì các bạn ấn draw đây, các bạn có thể chọn hai cái. À, đến đây thì các bạn nhớ save S một cái để cho nó thành một cái file. Tôi làm giữa chừng có lẽ giờ hơi đúng không? Khung này, ví dụ đặt tên file khung của 62x3 này, phẳng 62x3, ok, enter cái. Được chưa? Rồi xong nhá, cái này thì như như thường lệ là dễ rồi. Thì nhớ là cái chế độ của chúng ta, người ta mặc định cho chúng ta là người ta đính tất cả những cái này snap, tức là đính những cái khi mà di chuột đến gần cái lưới trục là nó sẽ dính chặt vào luôn. À, để cho nó không bị lẻ lung tung cả. Đó. Bây giờ đến vẽ, vẽ thì có hai kiểu, một kiểu là dùng cái menu dọc ở với này, ấn vào đây vẽ luôn, draw beam column đây thì nhảy vào đây vẽ thôi. Còn cái thứ hai, nếu mà ai không thích có menu dọc thì ấn menu ngang này vào đây để draw đây, draw beam column đây đúng không, thì tùy, nhưng mà dùng menu dọc dễ hơn. Thì các bạn có thể vẽ thẳng một phát luôn đấy, một cái đường vẽ thẳng luôn từ dưới này lên trên này luôn, không cần phải vẽ từng đoạn một nhé, thích vẽ từng đoạn một cũng được nhưng mà vẽ thẳng luôn cũng được.
Và mình, các bạn thấy vẽ bên cửa sổ bên này thì bên kia nó cũng update cho các bạn luôn này. Đấy. Xong chưa? Chưa? Ấn xong, ấn Escape phát thì lại ra bình thường. Được chưa? Thế các bạn thích xóa đi thì các bạn xóa này. Đen, xóa. Ấn chỉ vào phát ấn, xong ấn phím đen xóa. Vẽ lại. Đấy, thao tác tất cả các thao tác như vậy. Ấn vào đây, vẽ thì ấn vào đây, còn xóa thì chí vào phát. Xong lệnh thì xong lệnh thì bình thường thôi. Đấy, thì chí vào đây phát. Thích xóa thì xóa, đúng không? Xong. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy là bây giờ các bạn select cái hoặc là các bạn chọn một cái thì phần tử nó không không ra phần tử thế đâu nhé. Đấy, ví dụ bây giờ các bạn xem là phần tử chúng ta vẽ được cái gì rồi thì chúng ta ấn vào đây, cái này chính là display option này, các bạn ấn vào cái nút trên này display option, các bạn ấn cái này bên này ra ngoài này ra và các bạn sẽ xem này, ví dụ là chúng ta object assignment và chúng ta xem là frame assignment, các bạn ấn label apply ok. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cả cái thanh từ tầng 1 đến tầng 3 này nó là một cái cột C2 hoặc cột C3, nó không thành từng đoạn đúng không? Cả cái dầm này không thành từng đoạn. Này thì sẽ tính và là sẽ sai ngay, nó không có cái gì, nó đính cái gì cả. Thì các bạn select, các bạn chọn tất cả này. Đấy các bạn chọn. Thì chọn thì chỉ cần select thôi, một cái cửa này thôi. Và đây edit. Select edit. Cái này để làm gì? Để bây giờ chúng ta sẽ cắt ra. À, cái chỗ này vẽ sai, các bạn nhìn thấy không? Cái điểm này người ta bắt sai này. Phải vẽ lại. Cái điểm nó phải đúng ở chỗ này đấy, đúng chỗ này ok, về tập nhé. Đấy, zoom lên zoom xuống thì dùng con chuột thôi, con chuột lăn thôi, hoặc là dùng phím vào đây thì zoom như bình thường. Cái này nó khá tiện rồi, bây giờ chỉ cần select này. Đấy, bây giờ chúng ta phải chia phải, phải 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 chia ra, bởi vì chúng ta vẽ nhanh mà, vẽ lèo một lèo lèo đây, phát vẽ lèo đây thì nó phải divide, chia ra, chia thì dùng lệnh divide này, edit này. Sau khi select rồi thì gọi là gì? Edit frame này, edit frame và divide frame đúng không? Divide frame ấn vào thì có ba cái option, ba cái lựa chọn. Divide thì bạn chọn cái cuối cùng là break at intersection with visible grid line, có nghĩa là sẽ chia sẽ cắt cái những cái đấy ra và nó cắt theo cái giao với và điểm lưới apply nó sẽ xong. Đấy thì các bạn thấy là apply cái nó ra luôn, cột 4 ở tầng 1, cột 4 tầng 2, cột 4 tầng 3 đấy, nó thành từng đoạn một, nhớ nhá. Thì khi đấy là chúng ta tính ra nó mới đúng, còn dầm cũng vậy, bên này nhịp AB nhịp BC được chưa, vậy xong luôn một cái khung, chuẩn bị xong cái khung rồi đúng không, chuẩn bị xong khung rồi, thiết lập đây vẽ dầm cột xong rồi từng đoạn. Các bạn nào mà vẽ kịch 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 từ đoạn một thì nó lâu, bây giờ vẽ luôn một lèo xong rồi divide là nhanh hơn. Bây giờ tiếp tục bước thứ tư, khai báo vật liệu và thông số mặt cắt dầm cột này, khai báo vật liệu này thì cái này cũng đơn giản thôi. Khai báo vật liệu thì các bạn vào cái phần define, khai báo là phải define rồi đúng không, material property các bạn chọn vào đêm này define material này, cái này nhanh một chút để cho nó kịp thời gian, về sau chúng ta sẽ xem lại. Và trong cái define material này thì chúng ta sẽ định nghĩa cái bê tông của chúng ta thôi. Cốt thép thì chúng ta không cần định nghĩa nữa, bởi vì là cốt thép chúng ta tính ở ngoài rồi. Chúng ta tự định nghĩa bê tông thôi, thì chúng ta cái add new material này. Concrete này. Đấy, ví dụ như grip vân 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 gì đấy gì đấy. Cái này không quan trọng. Việt Nam này. Đấy, các bạn nhìn thấy Việt Nam có tiêu chuẩn Việt Nam này, có concrete này, có B20 thì chúng ta làm B30 đi đó, tùy tùy các bạn chọn bê tông của các bạn. Bê tông ở đây tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012 ok, Việt Nam ok. Đấy các bạn xong rồi, có luôn một cái thông số bê tông, các bạn chỉ cần chỉnh lại xem có đúng không thôi, nhưng mà thực ra thì cái này là người ta đã cập nhật tiêu chuẩn Việt Nam rồi, thì thành ra là nói chung là đúng rồi. Chúng ta chỉ cần xem lại, kiểm tra lại thôi, và thấy là chúng ta có sẵn rồi, chúng ta ấn ok thôi, xong. Và chúng ta có B30 đây rồi, ok, rất là tiện đúng không? Như vậy xong cái vật liệu này, bây giờ chúng ta sẽ gán cái, chúng ta sẽ cái định nghĩa cái, chúng ta định nghĩa cái tiết diện và vật liệu cho những cái cột này, thì phải định nghĩa tiết diện này, thì lại vào define này, có section property này.
section này. Đấy, thì các bạn có cái định nghĩa ở đây thì các bạn là S thôi, S một cái. Ví dụ là S new property này. Thì ở đây chúng ta có một loạt các cái lựa chọn, thì thông thường là tiện chữ nhật phải không? Tiện chữ nhật, concrete, ấn vào đây một cái. Thế thôi là sẽ ra được một cái tiện chữ nhật. Ở đây thì các bạn ví dụ như là cột này, cột 25 nhân 40 này. Mà B30 này, đấy, màu là màu magenta này, là màu tím tím này. Ok, thì ở đây chúng ta section dimension chúng ta phải điều khiển xuống dưới này cho nó đúng này, 400 rộng phương xuống dưới là 250. Rồi. Ok, để cột nhá, xong này, cột thì nó xoay ngang cho chúng ta đúng cái hình chúng ta lựa chọn luôn và ok này. Xong, như vậy là có cột 22 240 đây rồi. Bây giờ cái cột ở rìa bên này nó nhỏ hơn. Cột 25 thôi chẳng hạn, thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Hoặc ở đây thì chúng ta có thể họ cũng dùng cái động tác add copy này cũng được. Đấy, cột 25 nhân 25 này, B30 rồi, cột lại màu vàng đúng không? 25 thì người ta đã, đấy, mình copy thì nó đã có sẵn cho người ta chúng ta rồi. Đấy, chúng ta chỉ cần sửa 25 thôi. Ok, đấy là xong. Bây giờ dầm, dầm cũng vậy. Chúng ta làm một cái dầm này, add copy property này, dầm 25 nhân 60 chẳng hạn, cho cái nhịp to ở trong nhá. Thì ở đây 25 nhân 60 depth của nó là chiều cao này, 600 này. Đúng không? Ok. Đấy, dầm 26. Đấy nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ xem này. Ok. Đấy, thôi là có cái dầm 25 60. Tiếp tục cái dầm nhịp nhịp bé kia thì chỉ có 25 30 thôi chẳng hạn. Thì cũng làm vậy. Dầm 25 nhân 30. Đấy, bê tông mắc B30 đúng không? Màu xanh blue này. Ok, 30. Ở đây chúng ta sửa 30. Ok. Xong, như vậy chúng ta có đúng đủ cái tiết diện này rồi. Bây giờ chúng ta gán thôi. Ok, xong. Bây giờ gán này, bây giờ hai cái cột C4 C5 này chúng ta là cột to đúng không? Cột to select path, cột to. Cột to thì ấn sau khi chọn nhá, chọn cửa sổ này thì sau đó chúng ta làm vào cái assign, chúng ta assign frame này. Assign frame và section property này. Ok, thì cái này chúng ta chọn thôi cái cột 25 40 đúng không? Apply. Ok, thì hiện người ta hiện lên cho chúng ta đây luôn này. Cái cột này chúng ta vừa mới apply xong. Có những cái cột chưa apply thì các bạn nhìn thấy không, là người ta đang đang mặc định một cái tiết diện bằng thép. Thì chúng ta select nốt cái cột này và chúng ta assign làm cái động tác vừa rồi, property đúng không, à không phải nhầm, assign frame section property cột bao nhiêu, 25 25, apply. Apply thì các bạn nhìn thấy không? Của 25 hiện ra đây rồi. Ok. Xong. Bây giờ đến lần dầm. Dầm thì cũng thế. Ba cái này to. 2260. Assign. 2260. Đấy. Dầm 2560. 2560. Apply. Ra ngay 2560. Ok. Tương tự như vậy. Các bạn thấy cũng dễ thôi đúng không? Không khó khăn lắm. Assign. Frame. Cái là làm nó quen thôi, apply tôi lâu lắm tôi mới làm đấy. Cái như vậy các bạn sẽ xong xong được một cái khung bê tông cốt thép có tiết diện rồi. Cái này gọi là modeling. Chưa xong, nó còn cái gì nữa, nó còn cái điều kiện biên. Có nghĩa các bạn nhìn thấy cái chân cột không, chân cột hiện giờ đang liên kết khớp phải không, giờ muốn liên kết cứng select đầy cả assign join restrain, chọn cái làm hết này, apply xong, ok xong đấy. Đi bên thực sự là modeling xong cái story này, tầng 1, tầng 2 và tầng 3 đấy nhá. Thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cái mô hình này thật là chuẩn ở trong cái thuyết minh của chúng ta. Sau đó là chúng ta chỉ cần ngồi trên ETAP của chúng ta vào cái khung như thế này thôi, là như vậy là cái bước này là đến cái bước bước số bao nhiêu rồi đây. Gắn các thông số và mặt cắt dầm cột cụ thể, khai báo điều kiện biên gối cứng trước cái chân cột. Như vậy xong phần mô hình. Được chưa?
Rồi nhé. Tiếp tục này, đến cái phần tải trọng. Đến cái phần tải trọng. Nào, bây giờ chúng ta sang đến phần tải trọng. Rất là nhanh thôi, nói chung là khá nhanh. Bây giờ tải trọng này. Tải trọng thì thông thường các bạn trong cái đồ án của các bạn nó sẽ có các cái phương án tải của các bạn, các cái kiểu tải của các bạn là gì? Gồm có tĩnh tải, hoạt tải một, hoạt tải hai đúng không? Lệch tầng lệch nhịp, và gió phải và gió trái đúng không? Đấy là chuẩn mấy cái thì các bạn sẽ phải chuẩn bị trước này. Thì là các bạn chuẩn bị các trường hợp tải các bạn ở định vào define này. Sau đó các bạn vào cái load pattern này. Load pattern thì các bạn ở đây người ta mặc định cho các bạn mấy cái dead load các thứ vân vân này rồi thì các bạn sửa thôi. Là chính là tĩnh tải này. Thì ở cái kiểu của bạn là dead này. Tĩnh tải là dead load rồi. Và các bạn modify này. Ở đây cell width. Cell width là một. Đấy, thì các bạn chú ý cho tôi là cái cell width là một. Nhá, thì ở đây là chúng ta đang tính toán theo cái tiêu chuẩn Việt Nam, có nghĩa là các cái tĩnh tải của chúng ta đều có cái hệ số vượt tải là 1,1, thì các bạn khai báo với đây là chúng ta là 1 chấm 1. Được chưa? Và có modify. Đấy, còn hoạt tải này ở dưới này là các bạn có thể 1.1 ở đây hoặc là chỗ khác cũng vẫn được cơ. Hoạt tải 1. Được chưa? Hoạt tải 1 và cái kiểu là hoạt tải đây rồi. Sẽ bằng 0 đây, modify. Được chưa? Rồi. Tiếp tục add new load. Ok. Và chúng ta chỉnh hoạt tải 2 này. Hoạt tải 2 cũng kiểu hoạt tải và add new load vào đây hoạt tải 2. Các bạn nhớ phải đổi tên thì mới ra được. Tiếp tục gió phải. Gió phải. Nhưng mà nhớ là win này. Win. Add new load win. Thực ra cái chỗ này deadline với win này chẳng qua là người ta sẽ cái khai báo này này chuẩn thì về sau tổ hợp nó sẽ chuẩn đấy, còn còn nếu mà khai báo cái này sai thì về sau chúng ta phải 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 tổ hợp từng bằng tay thì tổ hợp bằng tay khai báo từng cái tổ hợp một thì cũng không nói không có vấn đề gì cả, nhưng mà trong trường hợp này thì bởi chúng ta làm đồ án mà thành ra là chúng ta chưa nói chuyện tổ hợp bởi vì chúng ta tổ hợp ở ngoài bằng tay đấy, có gọi tân cổ giao duyên, còn về sau mà các bạn làm đồ án tốt nghiệp cũng như các thứ vân vân thì các bạn sẽ hoặc là các bạn đi làm thật thì các bạn sẽ khai báo cái này thật chuẩn nhé. Gió trái win ok add new load. Như vậy chúng ta xong năm cái trường hợp tải, năm cái kiểu tải đã khai báo cái tên tải thôi, còn bây giờ chúng ta phải khai báo tải thật đúng không, nó tải thật ok chúng ta xong này. Thì bây giờ chúng ta khai báo cái tải này vào đây tính tải nhé. Bây giờ tính tải thì đầu tiên là các bạn nhìn thấy là thông thường ấy, hôm sau các bạn làm thì các bạn toán xong tải trọng thì các bạn sẽ nhìn thấy là ví dụ tôi sẽ vào chuẩn cho các bạn một cái tải trọng của một tầng, còn các tầng khác cũng cũng như vậy cũng tương tự. Bây giờ tính tải này, tính tải ví dụ cái cột cái dầm trục cái dầm B3 này, cái dầm B3 tầng 2 này, các bạn sẽ có những cái tải gì hôm sau các bạn học, các bạn tính, các bạn sẽ có là trọng lượng bản thân dầm ok là trọng lượng tĩnh tải sàn truyền xuống là hình thang và tĩnh tải tường truyền lên là hình phân bố đều. Đấy, chúng ta có ba cái thứ như vậy. Trọng lượng bản thân dầm thì ở đây người ta tự 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 tính sẵn cho mình rồi. Thì đương nhiên cái chỗ này nó sẽ không 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 được chuẩn xác như là cái đồ án, bởi vì chúng ta tính hoặc nếu như mà chúng ta muốn tính chuẩn như đồ án nhé thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải khai báo lại này. Thì cái này các bạn nên làm như này, load button cái chỗ cell này các bạn cho bằng không đi. Đấy, bằng không. Modify để tất cả các trọng lượng bản thân các bạn cũng sẽ tính ở trong cái đồ án luôn, trong thuyết minh luôn. Và không có tính trọng lượng bản thân tự tự chương trình tính nữa thì các bạn đặt cái bằng không thì nó sẽ chuẩn hơn. Đấy thì khi đấy là các bạn sẽ tính như là thông thường, các bạn không dùng chương trình tự tính nữa. Thì bây giờ như vậy là trọng lượng bản thân dầm cũng là phân bố đều, trọng lượng bản thân tường lên dầm này cũng phân bố đều và trọng và tĩnh tải sàn truyền xuống là hình thang. Là bây giờ chúng ta thử này. Một cái lựa chọn trước. Sau đó là assign này. Các bạn phải chọn cái frame load này. Các bạn sẽ chọn tiếp theo là cái distribute này. Đó tải trọng phân bố. Đó, ok. Thì các bạn sẽ nhìn thấy load pattern name là tĩnh tải. Được chưa? Tĩnh tải được rồi. Force là chuẩn rồi, mình đang vào là lực chứ không phải vào moment. Gravity là hướng trọng lực từ trên xuống dưới, được, chuẩn rồi. Thì bây giờ tiếp tục này.
Đầu tiên là các bạn sẽ khai báo một cái tải trọng phân bố đều do trọng lượng tường đi. Đó, trọng lượng tường đi. Thì các bạn sẽ đây này, người ta sẽ các bạn sẽ ở đây có hai cái loại tải trọng, một là trapezoidal load là tải trọng hình thang, thì cái này để riêng cho chúng ta tính cho cái tải trọng sàn truyền xuống, còn 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 trọng lượng bản thân dầm và tường thì chúng ta dùng cái này uniform load. Và ví dụ trọng lượng bản thân dầm chẳng hạn, ví dụ 0,6 hay là 600 đi, bao nhiêu nhỉ, khoảng độ 5 kN trên mét dài, đúng không? Phân bố đều, apply thôi, apply vào đây, ok đấy, các bạn nhìn thấy 5 luôn này, 5 kN luôn đó. Bây giờ tiếp tục chúng ta thấy là cái dầm này nó còn chịu thêm một cái trọng lượng bản thân tường nữa, lại select tiếp assign frame load distributed trọng lượng bản thân tường vào đây, trọng lượng bản thân tường ví dụ như là cái tường chỗ này ví dụ như là khoảng độ 1 tấn, 1,2 tấn đi, là 12 kN đúng không? Và chúng ta nhớ là không không đặt, khi mà chúng ta đang đang chất thêm tải thì chúng ta phải nhớ là chúng ta không được replace existing load mà chúng ta add to existing load, có nghĩa là cộng thêm vào với cái tải đã hiện có. Ta apply. Apply thì chúng ta thấy đâu đúng không? 5 cộng cả 12 thành 17 rồi. Được 17 rồi. Đấy thì ok xong. Thì ok nhá, ok này. Đấy. Bây giờ chúng ta tiếp tục một cái hình thang nữa vào đây, select vào đây tiếp. Này làm cho nó rõ ràng thôi, còn nếu như mà muốn làm nhanh cũng được. Distributed. Đây ok nào, thì bây giờ chúng ta xem này. Chúng ta vào cái hình thang này, tải trọng hình thang tải trọng từ 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 bảng truyền xuống từ 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 cái sàn truyền xuống, thì chúng ta có khai báo tải trọng hình thang, thì chúng ta đây này có hai cái hàng, một hàng dưới là load, có nghĩa là giá trị tải trọng, và thứ hai là cái distance, là cái khoảng cách so với cái đầu bên trái của cái dầm, của khoảng cách so với đầu dầm. Thì ví dụ ở cái hình thang mà hình thang thì cái đầu này ví dụ bằng không chẳng hạn, thì cái lốt cũng bằng không. Đến cái đoạn này là các bạn khai báo, là các bạn nhớ là cái 0,25 này nó chính bằng cái khoảng cách tương đối nhé, có nghĩa là 0,25 lần cái chiều dài của cái đoạn đoạn dầm đấy, của cái đoạn dầm mà chúng ta đang gắn tải. 0,25 lần có nghĩa 1/4. Các bạn có thích thì thông thường ví dụ 0,2 cũng được. Thì các bạn khai báo đây, ví dụ cái này là ví dụ 1,5 tấn chẳng hạn, 1,5 tấn nhé, 15 kN đúng không? Còn cái chỗ này đối xứng sang kia là 0,8, có nghĩa là 20, cái này chia 5 ra thì bên này là 0,5, bên kia không phải, bên này 0,2, bên kia 0,2, tiếp tục bên này là 15, các bạn sẽ nhìn thấy cái giá trị, và bên này 1 cũng quay trở lại 0, có nghĩa là một cái tải trọng hình thang. Nhớ nhá, là cái giá trị distance ở trên này này là cái khoảng cách tương đối nhé, có nghĩa là cái chỗ này là 0 nhân với L này, cái này là 0,2L này, cái 0,8L, và cái này là 1L. L là chiều dài của cái thanh mà chúng ta đang đang gán đấy. Và cái giá trị chỗ này nhớ là bằng 0 này. Bởi vì là chúng ta đang ép thêm tải mà. Ép thêm tải. Đấy, chúng ta nhớ là cái đoạn sau là chúng ta phải ép thêm tải. Và apply này, các bạn nhìn xem này, nhìn cái hiệu ứng nó sẽ ra cái gì nhé. Nhìn cái dầm này. Apply. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy. Đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên là nó sẽ có một cái 5 này, xong một cái 12 cộng lại là 17 này. Sau các bạn cộng thêm một cái 15 nữa. Để ra 32. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái tải trọng hình như này. Đấy, sau 3 lần làm chúng ta có một cái tải trọng hình như này. Là chúng ta đang ép thêm tải mà. Ép thêm tải. Đấy, chúng ta nhớ là cái đoạn sau là chúng ta phải ép thêm tải. Đúng không? Apply này, các bạn nhìn xem này, nhìn cái hiệu ứng nó sẽ ra cái gì nhé. Nhìn cái dầm này. Apply. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy. Đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên là nó sẽ có một cái 5 này, xong một cái 12 cộng lại là 17 này. Sau các bạn cộng thêm một cái 15 nữa. Để ra 32. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái tải trọng hình như này. Đấy, chứ sau 3 lần làm chúng ta có một cái tải trọng hình như này. Đấy, còn thích xóa đi thì xóa đi thôi. Thì xóa đi thì chúng ta lại select, chúng ta assign. Muốn xóa đi thì lại làm đúng vậy. Frame load distribute. Boot load thì chúng ta đấy có đen existing load, xóa hết đi lặp lại được. Rồi, còn add thêm thì là như này, và còn thay thế, tức là vào cái này nó sẽ xóa cái cũ đi và nó áp cái mới này vào, thì là cái này, còn nếu mà cộng thêm thì là vào cái này. Nhớ là như vậy. Đấy thì chúng ta xong được một cái dầm bên này. Còn cái dầm bên này thì sao?
Cái dầm bên này thông thường cái dầm số số 4 bên này này, cái dầm B4 này thông thường nó sẽ là thay đổi hình thức tam giác đúng không? Tam giác thì bây giờ làm nào nó cũng làm như vậy thôi, sai này. Frame này. Cái này do gọi là sáng tác của chúng ta thôi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái trọng lượng bản thân của dầm nhá. Thì nhờ trong những cái này chúng ta phải phải quay về không hết này. Không phải vào phát loại lỗi. Đây này. Đầu tiên chọn bản thân dầm, ví dụ như là 5 4 đi. 4 kN. Xem nha, nhìn này. Apply 4 6. Thì bây giờ thêm một cái thẳng tam giác nữa do cái bản sàn ở cái nhịp ở hành lang này truyền vào, thì tam giác thì chúng ta lại hành thang thôi, hành thang mà hai cái hai điểm 2.3 này chập là một thì nó thành tam giác thôi đúng không? Không có vấn đề gì cả. Thì bây giờ chúng ta ép tiếp này, chúng ta quay trở lại một không bởi chúng ta ép rồi. Và chúng ta cho cái này 0.5 này, 0.5 và cái này 0.5 nữa này, 0.5. Đấy, và cái này giá trị là ví dụ như là 1 12 chẳng hạn. Đấy, cái này 12 chẳng hạn. Xong nhá, 12 thì bây giờ chúng ta add thêm tải này chứ không phải replace nhá. Cái này làm đi làm lại thôi, nếu mà làm lỗi thì chỉnh lại thôi. Thì các bạn nhớ cho relative the distance from NE. NI đấy, from NI có nghĩa là cái khoảng cách tương đối từ cái đầu 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 y. Đấy. Còn thích tuyệt đối à, đây tuyệt đối đây. Đó, thì khai báo đúng là mét luôn. Đó. Còn tương đối thì chúng ta khai báo cái này. Thì nhớ cho cái chỗ này là 0.5 này. 0.5 reset lại loại lỗi. Ok. Thì bây giờ chúng ta add này. Nhìn hiệu ứng này. Wow, gì vậy? À, do select. Chúng ta phải select lại. Chưa select. Được, ok, apply này. Đấy, ra ngay. Được chưa? Đấy, thì các bạn nhìn thấy là đấy, một cái hình thang, một cái tam giác FC này, xong. Được chưa? Tương tự như vậy, sau khi chúng ta làm xong tĩnh tải thì chúng ta cũng nhảy sang hoạt tải thôi. Đơn giản là khi mà select bên này thì chúng ta ví dụ chúng ta vào hoạt tải nhé, hoạt tải này, assign này, frame load này, distribute load, thì chúng ta chỉ thay cái này thôi. Hoạt tải một, đó, hoạt tải một thì cũng làm như vậy. Hoạt tải một thì thông thường hoạt tải thì nó là hình thang luôn, chứ nó không có mấy cái thể phân bố ở dưới này nữa đúng không? Tại vì là hoạt tải sàn truyền xuống hình thang luôn. Cái hình thang luôn thì ví dụ cái chỗ này cũng là 0.2, giả sử 0.2 chẳng hạn, cái này 0.8 chẳng hạn. Đúng không? Và cái chỗ này ví dụ là 1 kN chẳng hạn, cái 1 kN. Ví dụ thế chẳng hạn. Thì chúng ta apply thôi, apply thử vào xem nào. Apply nhé. Apply này đấy, thì các bạn nó nhảy sang bên cái này là hoạt tải rồi, thì cái tĩnh tải nó không hiện trên này nữa, nó chỉ hoạt tải thôi. Thì bên này hoạt tải đây đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy là hoạt tải ở đây và lệch tầng lệch nhịp, mà bây giờ chúng ta select hai cái này, giờ select cái bên này cho có thay vào cái báo hình, hình thang vào đây chẳng hạn, ảnh tam giác vào đây chẳng hạn, 0.5 0.5 rồi, vào cái chỗ này là ví dụ 0.8 0.8 chẳng hạn. Thì các bạn phải khi mà các bạn làm thuyết minh, nếu bạn phải làm rất chuẩn cái này rồi thì khi đấy chúng ta vào nó rất là nhanh, chúng ta cứ nhìn cái bản thuyết minh thì chúng ta làm thôi, không có gì phức tạp cả. Đấy, chúng ta apply vào đây, đấy, nó ra ngay hình tam giác này. Đó, tương tự như vậy, cái trên này lệch tầng lệch nhịp ở phía trên này hoặc tại hai thì chất 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 lệch ngược lại. Đó, xong. Ok, thì bây giờ tiếp tục gió. Gió thì các bạn cũng làm như vậy. Các bạn thích bạn vào gió thì tùy nhé, các bạn có thể vào gió lực tập trung vào những cái điểm này. Đấy, vào lực tập trung vào những cái điểm này, hay các bạn hay là cũng có một số bạn thích select rồi thì các bạn ấn select thì các bạn sẽ cái gì đây nhỉ? Các bạn sẽ chọn cái gì đây này? Ở đây xem là có cái nút select đây rồi. Select. Deselect. Đó. Clear selection này. Để chúng ta xóa đi. Thông thường nó ở dưới này cơ.
Rồi ok, thế thì bây giờ đấy các bạn thấy là như vậy. Thì bây giờ chúng ta thử gió một cái nhá. Gió thì cũng vậy này. Gió các bạn muốn vào một cái gió gió trái, gió trái từ trái sang phải, các bạn chọn cái cột này và các bạn assign frame load disable. Nhớ là gió thì phải chọn vào đây, gió phải. Gió thổi từ trái sang phải. Thì cái hướng này không phải vậy nữa đúng không? Không phải vậy nữa mà hướng đây các bạn thấy rõ ràng là hướng dương theo phương x thì global x. Đấy các bạn khai báo dương uniform gió ví dụ như khoảng 200-300 cân gì đấy đúng không? 200 cân thì 20 kN, 2 kN. Đấy, thử xem nào, apply xem như nào là apply. Wow, lỗi rồi. Cái chỗ này là không, không bởi vì nó sót ở bên kia. Replace này, apply. Ok, apply lại này. Đấy, hai. Được chưa? Các bạn thấy nó nói chung là cái ETAP này nó đã tiến bộ rất nhiều rồi, rất là tiện. Ok, tương tự như vậy. Các cái gió khác của bạn cũng làm như vậy, bên gió bên này chẳng hạn. Bên này dưới này nhỏ hơn chẳng hạn. Assign frame load distribute thấp hơn 1 chấm chấm 5 thì ạ. Return apply đấy, ok. Tương tự như vậy phía bên tay trái này các bạn có thể chọn một vài cái gì đấy. Đây tôi ví dụ cho các bạn nhé, còn không phải là đến khi mà các bạn nào làm cái đồ án thì các bạn phải vào chính xác nhé. Các bạn phải chuẩn bị hết tất cả những cái số liệu này và các bạn vào từng cái một chứ không thể vào nhanh được như thế này. Chưa? Đấy, câu chuyện chiều cái là yêu cầu là các bạn thể thuộc các chức năng 1.6 chẳng ví dụ 1.6 chẳng hạn. Gió thì vẫn theo phương đấy đúng không? Apply. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là ví dụ gió như này. Và thích vào lực tập trung thì sẽ có cái lực tập trung ở phía trên này. Vào lực tập trung nhé, ví dụ các bạn có cái đỉnh máy ạ, có mấy cái lực tập trung ạ. Thì các bạn vào. Ví dụ vào lực tập trung thì các bạn join load. Đấy, các bạn join load first. Ví dụ cũng như vậy, gió này, gió phải. Các bạn theo khai báo theo phương này, ví dụ như là 3 kN thẳng chọc thẳng phía trên. Rồi apply. Đấy, các bạn nhìn thấy là có một cái lực tập trung ở phía trên này. Rồi phải. Đấy, thì display lên. Các bạn muốn xem lại thì các bạn display load aside frame gió apply. Đấy, ví dụ thế này. Đấy, các bạn thấy là có cả một cái lực ở đây và có cả cái lực tập trung phía trên này. Và, đúng không? Đấy, thì đấy là gió phải, gió trái cũng tương tự như vậy. Như vậy là các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn muốn xem lại cái phần tải của mình thì các bạn vào display, các bạn assign, các bạn frame, các bạn xem là tính tải. Ok, apply, ok thì tính tải chúng ta có rồi. Đúng không? Hoặc là chúng ta xem, chúng ta nhìn thẳng ở trên này cũng được. Display muốn do sai đây, ấn thẳng cái nút này luôn. Đấy, hoạt tải, apply, đấy, đây cũng được. Đấy, các bạn thì có thấy trên này cũng hoàn toàn có cái menu phía trên này. Được chưa? Hoặc là các bạn có thể nhìn thấy xem là cái tiết diện chúng ta ở trên cái khung có đúng chưa thì các bạn vào cái 3D bên này các bạn nhìn hẳn tiết diện 3D luôn. Các bạn ấn bên này và các bạn ấn extrude frame apply. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Ok, các bạn nhìn thấy là khung to nhịp to là tiết diện to ở nhịp lớn, tiết diện bên nhịp bé. Các bạn, cái này là tiết diện từ trên xuống dưới và cái hình dáng của cái tiết diện nó đúng xoay xoay đúng cái hình này chứ nó không xoay cái cạnh 25 xoay ngược lại thì là hỏng, là chúng ta phải khai báo lại đây, là chúng ta phải khai báo xoay xoay trục. Thì các bạn thấy là tiết diện vào đúng rồi, cái hình hình to theo đúng cái nắp của chúng ta, nếu mà chúng ta xoay vuông góc lại là sai. Ok, được chưa? Đấy thì là xong một cái phần. Tiếp theo là gì, là khai báo tải trọng, khai báo các trường hợp tải trọng. Thì bây giờ các bạn sẽ khai báo trường hợp load pattern là khai báo các mô hình tải trọng. Bây giờ khai báo các trường hợp tải trọng để người ta tính. Thì thực ra thì trước đây thì các phiên bản trước đây cổ ấy, thì cái ETAP này là họ không có phân biệt cái load pattern và load case, bởi vì tất cả đều phân tích tuyến tính hết. Bây giờ người ta phân biệt load pattern và load case để
đơn giản đó là các cái mẫu, các cái kiểu của tải trọng, và đây là các cái phân tích tải trọng, tại vì nó có cái cách phân tích là tuyến tính và phi tuyến các thứ vân vân. Thì ở đây là load case. Load case thì người ta cũng thấy là người ta cũng tạo trước cho chúng ta một số cái load case và chúng ta chỉ cần modify, chỉ cần sửa đi thôi. Ví dụ trong trường này sửa, người ta tạo sẵn cho mình rồi, khi mà mình tạo cái pattern kia thì người ta tạo sẵn cho mình rồi. Thì ví dụ như là load pattern ở đây là load case, người ta gọi là tính tải đi, chúng ta cũng gọi đây là tính tải cho nó trùng tên cũng được, không sao vậy. Hay là tính tải ngân hàng đàng hoàng, tính tải case đây, cái cách phân tích là bằng từ tính, đàn hồi từ tính. Thì ở đây load pattern là TT thì là tính tải đúng không? Những cái này các bạn không nên động đến nữa, bởi vì là p delta cũng như là non-linear case này thì họ không cần quan tâm. Các bạn chỉ cần giữ nguyên này và các bạn ok. Tiếp tục sang cái thứ hai, live, thì các bạn cũng modify cho tôi, và ở đây là các bạn gọi là hoạt tải. Đấy, ok. Và các bạn thấy là đây là có hoạt tải một đúng không? Hoạt tải một thì là ở đây có hoạt tải một ở đây rồi, thì các bạn ok thôi, không vấn đề gì cả. Tiếp tục xong cái thứ hai là các modify hoạt tải hai, ở đây có hoạt tải hai HT2, ok. Tiếp tục gió phải, gió phải ở đây thì viết tắt gió phải, ok rồi. Thì gió phải là đàng hoàng này, gió phải ok, gió trái vậy. Thì các bạn chọn xong cái load case này rồi thì các bạn ok, được chưa? Thì trong trường này chúng ta còn có thêm một động tác nữa là đấy là khai báo các cái trường hợp tải. Thì cái này các bạn làm khá đơn giản, các bạn tổ hợp thì cái này nó không làm trong đồ án đâu, bởi vì là các bạn sẽ lấy những cái load case này ra, nội dung nội lực ở load case ra, các bạn tổ hợp bằng tay thì không nói nữa. Bây giờ phân tích nội lực, sau khi các bạn làm xong cái phần modeling, phần mô hình và phần tải trọng thì bây giờ chúng ta phân tích. Phân tích thì nói chung là các bạn không cần quan tâm, các bạn chỉ cần ở đây run analysis là xong. Còn nếu mà các bạn tìm hiểu thêm thì các bạn vào cái menu analysis này và các bạn xem là những cái option để mà tính toán theo những cái kiểu lựa chọn những cái load case phân tích của những cái này không phân tích, phân tích loại này loại kia. Nhưng mà cái đấy sẽ tìm hiểu sau đi, và chúng ta chỉ cần ấn vào cái nút play này là xong rồi. Tôi đợi một chút, cái này phân tích thì khá là nhanh, tôi chỉ cần ấn vào cái nút play này là xong rồi. Tôi đợi một chút, cái này phân tích thì khá là nhanh, phiên bản đấy xong rồi đây, các bạn nhìn thấy đã xong rồi đây. Và bên này là người ta có một cái mô hình biến dạng displacement, nhưng mà chúng ta không xem bên này nhé, không xem bên này, xem bên này cái hình cho nó đẹp hình này thôi, chúng ta đổi lại, chúng ta có cái để lại bên này cho nó trông cho nó hay hay. Còn bên này tất cả chúng ta vào cái bên mình bên phải này, mình nhìn đây, chúng ta có cái màn hình lại đấy, mình nhìn cho to. Bây giờ chúng ta xem này, bây giờ sau khi phân tích xong, phân tích thế là xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái công việc gì tiếp theo là xuất dữ liệu mô hình này, sơ đồ phần tử, sơ đồ thông tin mặt cắt, sơ đồ phần tử này, các bạn nhìn nhé, đây chúng ta có sẵn sơ đồ phần tử rồi. Ok, nhập bên này rồi. Làm lại cái này một chút, để lại cho một cái sụt cho đẹp. Ok, ấn vào sang cửa sổ bên này đây, bây giờ hình cửa sổ bên này, cửa sổ bên này thì chúng ta nhìn đây, đấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn vào cái nút view, set view option này, và chúng ta sẽ vào cái phần object assignment này, rồi và chúng ta ấn vào cái frame label là chúng ta gọi là tên phần tử đúng không, và apply ok, là chúng ta sẽ nhìn thấy là tên phần tử apply ok, chúng ta sẽ có cái hình này. Thế bây giờ câu chuyện là chúng ta sẽ xuất bản cái này ra ngoài file để chúng ta in vào trong thuyết minh, là thì chúng ta sẽ lựa chọn cái dụng cụ này, capture picture và các bạn current window, các bạn sẽ xuất cái hình ở trong current window này ra file
DXF và file DXG. Đấy thì các bạn ấn vào đây một cái và các bạn sẽ ra là phân tích khung phẳng thông tin mặt cắt, thì các bạn lựa chọn một cái vào đây thôi, đặt tên file vào đây thôi là sơ đồ phần tử, sơ đồ phần tử, được chưa? Ok, enter. Đấy, các bạn sơ đồ phần tử thì các bạn đây chúng ta kiểm tra lại một chút xem là cái đó ở đâu nhé. Phân tích khung phẳng này, phần khung của 6 hack 3 này, thì chúng ta có sơ đồ phần tử. DXF đây đúng không? DXF chúng ta ấn vào đây này xem cái sơ đồ phần tử nó có cái gì. Trong cái lúc này để kết khởi động thì chúng ta làm tiếp cái chỗ này. Đây, sơ phần tử xong nhá. Sau sơ phần tử thì chúng ta cả thông tin mặt cắt này, thì chúng ta kiểm tra lại xem là nó có đúng mặt cắt của chúng ta không. Chúng ta lại vào cái này, và chúng ta vào cái object assignment, chúng ta bỏ cái label đi và chúng ta ấn vào cái section này, apply, thì bạn cũng sẽ nhìn thấy là ok. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy đúng là cột 2240, 2240, 4040 đây, dầm 2260, vân vân đây, đúng không? Và để mà gửi cái này ra thì chúng ta capture tiếp. Hoặc là capture cái này thì chúng ta vào vào DWG thì chúng ta muốn in cái ra PDF, xong sau chúng ta ấn vào trong thuyết minh cũng được, hoặc là vào PDF luôn cũng được. Đấy, sơ đồ phần tử thì mặt cắt thì chúng ta có thể lựa chọn DWG đi. Sơ đồ phần tử là mặt cắt này, thông tin mặt cắt này. Đấy, thì bây giờ đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, sơ phần tử đấy, các bạn thích chọn, các bạn thích chế biến, các bạn thích đổi phông các thứ vân vân, là các bạn có thể hoàn toàn có thể làm được ở chỗ này thôi, là sơ phần tử đấy, các bạn vào trong AutoCAD được chưa? Đấy. Đấy nhá, thì bây giờ chúng tiếp tục này. Đấy, tương tự như vậy. Như vậy các bạn thuộc cái động tác này rồi đúng không? Các bạn nhớ là các bạn vào đây và các bạn lựa chọn thôi. Close này lại này. Đâu. Close chỗ đó nào. Rồi. Chào mày, chào mất cái ý tác rồi. Lâu lại cái nào. No. Wow. Đấy nhá, thì như vậy chúng ta sẽ có cái sơ đồ phần tử, sơ đồ thông tin mặt cắt, tĩnh tải hoạt tải, do phải do trái. Thì bây giờ các bạn chỉ vào đây và các bạn xem được có phải giò trái thế nào thôi. Cái chỗ này làm sao để bị treo cái máy rồi. Yes này đi chẳng hạn. Sếp phần trên, yes. Đấy, ok. Chúng chắc là bị ra ra vào nhiều quá, bị treo rồi. Mở lại một chút. Các bạn nhớ cho là... Em vào được ạ. Sao? Nói gì?
Nói đi. Thì xoáy Garena đi là lề vào nhanh hơn thì ạ. Garena Được ạ. hả? Không chơi được được đấy. Lại đi. Thầy chơi gì hả thầy? Thầy tắt rồi lo gì? Coi cái này đang 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 record đấy nhá, không nói tung nhá, cái này đang gì ở đây. Thầy có chơi FIFA thì em livestream mua thầy đá. À, thôi không, cái này là thằng con trai tôi nó chơi chứ không phải tôi chơi. Còn giờ tôi chơi cái gì, tôi chơi những cái trò này nó không là không không đủ đô nha. Em bị bắt vì tội rủ lên lôi kéo nha. Chơi cái đồ, chơi những cái trò đấy nó không đủ đủ sức, không đủ phê. Ok. Như vậy chúng ta thấy là xong cái sơ đồ này này. Và bây giờ chúng ta nhớ là chúng ta phải xuất những cái gì. Tôi các bạn lưu ý là trong này tôi đã ghi cho các bạn rồi, các bạn phải xuất kết quả nội lực này. Xuất sơ đồ phần tử, sơ đồ thông tin mặt cắt, sơ đồ tĩnh tải, sơ đồ hoạt tải, một hoạt tải hai, do phải do trái. Các bạn nhớ cho là phải xuất từng đấy thứ ra, và đương nhiên không phải một trang là một cái đâu, mà các bạn sẽ phải xuất ra AutoCAD và các bạn sắp xếp lại. Một trang nó sẽ cỡ phải 4 trên 6 chiếc nếu bạn xếp xếp khéo nhá. Đấy, thì ví dụ các bạn tĩnh tải apply. Ok. Thì nhớ cho là khi mà đã có tĩnh tải rồi thì bỏ những cái này đi. Bỏ cái section này đi. Okay. Đấy. Đây cái tĩnh tải các bạn phải xuất ra. Cái giá trị này các bạn cũng làm giống như lúc nãy thôi, capture picture current window. Các bạn xuất ra cái một cái packet và để các bạn dán vào trong thuyết minh, được chưa? Tĩnh tải, hoạt tải, do phải, do trái, nhớ là như vậy. Xong bước tiếp theo là gì? Là xuất kết quả nội lực, lực dọc, lực cắt moment, rất đơn giản đúng không? Lực dọc các bạn vào đâu, tất cả mọi thứ các bạn muốn soi là các bạn phải vào display, display hết đúng không? Và các bạn force stress diagram đấy, và các bạn vào chỗ này F8. Thực ra viết tắt là F8 đúng không? Rồi, case. Các bạn muốn xem cái tải trọng và xem cái nội lực do cái phần tĩnh tải gây ra. Nội lực là moment 33, thông thường ấy là chúng ta cái khung chúng ta sẽ có cái nội lực nào. Đây, cái này là khung không gian. Thế ra cái này chỉ có moment 33, lực cắt 22 và lực dọc. Đúng không? Thì các bạn có thể fill hoặc là không fill hoặc là show value và đổ xuống dưới này để các bạn xem cái giá trị frame là đủ rồi. Apply này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy. Được chưa? Đấy, các bạn thấy là giá trị này, có biểu đồ moment này. Đấy. Và các bạn có thể các bạn có thể để cho nhìn cho nó rõ thì các bạn có thể chỉnh lại chút là cái tất cả những cái này nó màu đen hết ấy. Màu đen hết ạ. Thì general này. Black white printer, lại black white printer, apply. Ok, lại thì các bạn nhìn thấy màu đen cả, và các bạn đã có capture ra thì nó cũng là màu đen thôi. Thì chưa? Đấy nhá, thì cái này các bạn bắt ra ngoài, tại vì sao không không thể in thẳng ra đâu, bởi vì nó sẽ có một số cái chỗ mà nó bị chữ nó đè vào hình và không nhìn thấy gì cả. Thì ra buộc lòng các bạn phải xuất cây sang két và các bạn chỉnh lại để cho chữ cho nó không vào hình nữa. Nhớ là như vậy. Tiếp tục. Display đây, các bạn chọn cái này display frame. Đấy, cậu thì các bạn phím ở đây, share font này, apply. Đấy, thì các bạn nhìn cũng nhìn thấy là biểu đồ lực cắt, Asian font, lực dọc, đây, đấy, lực dọc, còn thấy cột dưới bé, cột trên to, được chưa? Và tất cả các trường hợp, nhá, tĩnh tải, hoạt tải, các bạn cũng sẽ làm như vậy. Tĩnh tải, hoạt tải, các bạn cũng sẽ ra được tĩnh lực cắt như vậy là có khá nhiều nhá. Có 5 cái trường hợp tải trọng và mỗi cái trường hợp tải trọng này là có 3 cái biểu đồ nội lực. Biểu đồ moment, biểu đồ lực dọc, lực cắt và moment. Như vậy là 5 3 15, 15 hình. 15 hình thì ra các bạn phải, nếu mà các bạn làm 15 trang thì nó sẽ rất là thiếu thông tin, nó sẽ cái đồ án của bạn sẽ rất là dày. Và không và và nếu mà các bạn gửi cho tôi cái đấy là chắc chắn là tôi sẽ gửi trả lại này. Các bạn bắt các bạn chỉnh lý lại. Thì yêu cầu là các bạn những cái, bởi vì khung của chúng ta có hai tầng rất là bé, thành ra là nếu mà các bạn chọn một cái khung hai tầng cho một cái trang giấy thì rất là kinh khủng. Thế ra thông thường này, cái biểu đồ này các bạn nhét 6 cái biểu đồ này vào trong một cái trang giấy cho tôi, và khi đấy là các bạn chỉ cần khoảng độ hai hai cho đến ba trang là các bạn xong được tất cả những cái thông tin này, được chưa?
Và nhớ là phải có thông tin này nhé, trong cái đồ án mẫu hình như là không có cái biểu đồ nội lực đấy. Rồi, đấy là xuất các cái xuất kết quả nội lực là theo cái gọi là biểu đồ. Đấy là xuất biểu đồ nhé, biểu kết quả này, biểu xuất biểu đồ, biểu kết quả. Kết quả thì các bạn phải có kết quả, phải file text đàng hoàng, giá trị đàng hoàng chứ các bạn không. Các bạn soi trên biểu đồ này chỉ để kiểm chứng thôi đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ xuất này, display đây, show table, các bạn chọn vào cái chỗ này, analyze, ấn lên xuống kết quả result, frame result, ấn hai cái này, beam first và column first. Ok, người ta sẽ cho một bạn một cái gọi là sheet đúng không, một cái bảng sheet before, và nhìn thấy không đấy, tĩnh tải hoạt tải và các cái mặt cắt đấy, các cái mặt cắt và đây các bạn có thể là column first, các cái mặt cắt, và các bạn có thể chọn cái này ra và các bạn copy Excel thôi, bạn select và chúng bạn copy Excel. Các bạn copy với Excel này. Copy, nhớ là copy lựa chọn các cái cột để mà copy thôi chứ không phải là copy copy cả đâu nhé. Copy cả ra thì sẽ rất là dài, hoặc là các bạn thích copy cả thì copy này. Copy ra Excel thôi. Chúng ta các cái thao tác. Đấy. Các bạn copy ra và các bạn có thể căn chỉnh lại đàng hoàng. Thì chúng ta xong rồi xuất một thuyết minh nhé. Thì các bạn nhìn thấy là ví dụ ở trong cái phần này, các bạn thấy ở trong cái phần này các bạn nhìn thấy cái gì, các cái station này, đấy, các bạn copy ra và các bạn có thể căn chỉnh lại đàng hoàng. Thì chúng ta xong rồi xuất một thuyết minh nhé. Thì các bạn nhìn thấy là ví dụ ở trong cái phần này, các bạn thấy ở trong cái phần này các bạn nhìn thấy cái gì, các cái station này là người ta đã cho sẵn các bạn rồi đúng không, là ví dụ cái cột này cũng có ba ba tiết diện, dầm trong giờ cũng có ba dầm, thì các bạn nhìn thấy nhiều hơn này, tĩnh tải các bạn thấy station rất nhiều đó, thì các bạn có thể giảm bớt những cái mặt cắt đi, các bạn không cần dài này thì thông tin nó dài quá thì các bạn có thể thay đổi cái đấy được, thay đổi được, lựa chọn chỗ đây, chúng ta phải nhớ chúng ta muốn muốn chỉnh lại thì chúng ta phải phải lock ra này, phải chạy lại này, đây chúng ta lựa chọn đây, các bạn vào cái frame này và tập output station đấy, thì các bạn thấy là mark station spacing người ta cho là cái mỗi cái khoảng này là 500 thì rất là to đúng không? Min station là ba đấy, thì các bạn có thể tăng tăng cái này lên, ví dụ như là 2 mét hoặc 3 mét chẳng hạn, thì cái tiết diện nó sẽ bé bé đi rất nhiều đấy, nhưng mà khi khi đấy thì cái nhịp bé này nó lại sẽ bị bé đúng không, thế 1 mét chẳng hạn, ví dụ lúc nãy là 500 thì bây giờ 1 mét. Apply. Đấy, ok, min ba, min là 2 nhỉ, 2, apply, thử xem nó tác dụng không, đấy, thì gọi assign frame, output station, 2, apply, ok. Đấy, thì các bạn, thực ra thì các bạn có thể nhìn lên này, cột thì hai rồi, ok rồi nhé, cột hai chuẩn rồi này, bây giờ dầm thì chẳng hạn, dầm thì các bạn lựa chọn ba tiết diện đi, size frame of position 13, station các bạn chọn này, to này, spacing 3, station 3, ok, 3 mét chẳng hạn, quan trọng. Thì bạn sẽ thử chạy lại xem.
xem là cái output nó sẽ ra như nào, cho gọn gẽ đẹp đẽ thôi chứ không có vấn đề gì cả. Display sortable nhé, còn chọn tên này thì các bạn chọn đúng cái này rồi. Đấy, thì các bạn thấy là dầm này, beam này. Đấy, các bạn thấy là đấy chỉ có mấy tiết diện đây này. Tính tài hoàn tài hoàn tài một một cái đoạn dầm này có đây có hai thêm hai tiết diện nữa, đầu cuối có thêm hai tiết diện nữa. Đấy, còn nếu mà một nữa thì chỉ có một cái tiết diện đây thôi. Đó, first column first. Đấy, tính tài hoàn tài first có hai chiếc rồi này. Đấy, hai chiếc. Đấy, các bạn thấy là như vậy là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được cái việc là các bạn output và select cái này, các bạn chọn, các bạn copy ra ngoài Excel để các bạn làm thôi. Ok, như vậy là mọi thứ đều rõ ràng phải không? Và tôi sẽ lưu cái này lại.